Xin chào tất cả các bạn đang xem video clip của bên mình các bạn nha. Hiện tại công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0969920838. Thì những anh, những chị, cô dì, chú bác nào mà có nhu cầu mua hàng về tất cả những cái dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ này, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ này, máy game ghi hình siêu nhỏ này, thiết bị dò sóng, thiết bị phá sóng, thiết bị kích sóng, thì cô dì, chú bác, anh chị hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua cái số điện thoại đuôi 838 ở đây. Và ngoài ra bên công ty của bên em đang có nhận chế camera vào các đồ vật theo yêu cầu của khách hàng, ví dụ chế vào những cái mẫu ổ điện theo yêu cầu của khách hàng này, chế vào như là cái lọ vim tẩy rửa này, chế vào như là lọ dầu gội đầu này, hay là chế vào những cái quạt treo tường, hay là những cái hộp giấy, hay là những con búp bê. Nói chung là chế theo yêu cầu của khách hàng. Thì những khách hàng, những anh chị nào mà có nhu cầu chế vào những cái đồ vật đấy thì anh chị hoàn toàn có thể là nhấc máy alo trực tiếp với em qua số điện thoại ở đây, hoặc là anh chị hoàn toàn có thể là có những cái mẫu hay là có những cái hình đấy, thì anh chị hoàn toàn có thể là chụp cái hình đấy gửi qua Zalo số 838 ở đây, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho anh chị 24/24 để lựa chọn làm sao được những cái sản phẩm gọi là ưng ý nhất, quan trọng nhất là khi anh chị mua hàng về là sẽ là được việc, sẽ là sử dụng và đạt hiệu quả cao nhất trong công việc anh chị nhé. Và quay trở lại với video clip này là em muốn giới thiệu đến tất cả các anh các chị về một dòng ổ cắm điện chế theo yêu cầu của một anh khách hàng ở Hải Phòng, dư hàng kênh Hải Phòng. Đấy thì anh ấy muốn chế ở đây cụ thể là một cái ổ điện 3 chấu ở đây. Đấy, một cái ổ cắm điện 3 chấu như thế này, bởi vì nhà anh ấy đã có sẵn đây rồi, và mắt camera là theo anh ấy chỉ định các bạn nhá. Theo anh ấy chỉ định là anh ấy muốn gắn đúng vào vị trí tính từ trái qua phải, và đúng cái vị trí này là bên mình sẽ làm theo đúng ý của anh ấy. Nói chung là nhu cầu của khách hàng như thế nào là bên mình sẽ làm đúng với yêu cầu của các bạn. Như vậy các bạn chỉ cần khoanh đỏ và là anh muốn chế vào đây hay anh muốn chế vào đây, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cũng như là chế theo đúng yêu cầu của tất cả các bạn luôn. Nếu mà trong trường hợp mà những cái sản phẩm mà bên mình không mua được thì các bạn phải gửi về, còn những sản phẩm nào bên mình mua được thì mình sẽ mua luôn cho tất cả các bạn, để nó đỡ mất công các bạn chuyển đi quyển về, nó mất thời gian các bạn nhé, để làm sao đảm bảo cái tiến độ cho tất cả các bạn là nhanh nhất có thể đấy. Và khi các bạn mua hàng thì bên mình thứ nhất là sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Sản phẩm nào cũng vậy, khi bên mình đưa ra thị trường này, đưa đến tay khách hàng này, là mong muốn làm sao tất cả sản phẩm gọi là trơn tru nhất, chuẩn nhất, có giấy hướng dẫn đầy đủ kèm theo cho tất cả các bạn là thoải mái luôn, để trong quá trình cài đặt hay là sử dụng thì mình không biết hay là mình không hiểu chỗ nào thì mình có thể là xem qua cái tờ giấy này, thì nhiều lúc nó rất là hữu ích các bạn nhé. Tiếp theo ở đây là khi các bạn mua hàng là bên mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn ở đây là một cái thẻ nhớ chính hãng là 256GB các bạn nhé. Với cái thẻ nhớ 256GB này là sẽ giúp các bạn hoàn toàn có thể lưu trữ được dữ liệu này, lưu trữ được thông tin ở đây lên tới 30 ngày. Và khi đầy cái thẻ nhớ này nó sẽ tự động xóa cái cũ để lưu cái mới, rất là tiện, rất là hay các bạn nhé. Cứ hết là nó sẽ tự động xóa cái cũ để lưu cái mới, là các bạn không bao giờ lo bị mất dữ liệu hay là những cái nút mà mình muốn xem lại, check lại thì hoàn toàn là ok, sử dụng thoải mái luôn các bạn nhé. Đây là ổ 3 chấu mắt camera được thiết kế là đúng ở đây. Và khi các bạn sử dụng ấy thì các bạn sẽ cậy lấy móc tay này, móc tay vào cái gườm này các bạn nhé. Các bạn cậy ra giúp mình. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy thứ nhất là một cái chân cắm sạc, cái thứ hai là một khe cắm thẻ nhớ, cái thứ ba ở đây chính là mối công tắc bật tắt nguồn, cái thứ tư nút cái công tắc ngoài cùng đây này. Đấy chính là cái nút reset của sản phẩm này các bạn nhé. Đầu tiên muốn sử dụng được là các bạn phải gạt cái nút ở giữa đây, gạt về phía chân sạc, là các bạn sẽ nhìn thấy ở trong này li ti cái đèn nó sáng này. Đấy, li ti cái đèn nó sáng lên là báo hiệu thiết bị này đã bắt đầu hoạt động được rồi. Và khi các bạn đậy như này vào thì gọi là kín tuyệt đối 100%, không thể nào phát hiện được các bạn nhé. Trong trường hợp mẹ nếu mà bị mất điện hay là các bạn không cắm điện như thế này thì cái pin tích ở trong ổ cắm điện này vẫn sử dụng được 12 tiếng liên tục các bạn nhé. Còn ngoài ra các bạn nào mà muốn sử dụng cái ổ điện này thì muốn cắm quạt nấu cơm thì các bạn cắm cái phích chuôi này vào cái nguồn điện 220V là hoàn toàn sử dụng được 24/24 luôn các bạn nhé. Là cái ổ điện này vừa có điện cung cấp được cho các thiết bị như là sạc điện thoại, tivi, cắm quạt, ăn nấu, ăn nướng thoải mái. Còn ngoài ra nó sẽ sạc điện luôn cho cái camera trong này, là các bạn sử dụng 24/24 là không bao giờ lo hết pin hay là các thứ đâu. Nên các bạn sử dụng cái dòng này rất là tiện, bởi vì bây giờ nhà ai cũng có điện rồi, sử dụng những cái mẫu ổ cắm điện này để mình sử dụng những cái nguồn điện cho thiết bị khác thì nó rất là phổ thông, phổ biến, để nó rất là ngụy trang hợp lý trong mọi gia đình, mọi ngóc ngách, mọi hoàn cảnh là đều là ok hết các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt trên điện thoại này. Thì đầu tiên, việc sử dụng đầu tiên thì các bạn sẽ tải giúp mình một cái ứng dụng có tên là ứng dụng Lookcam ở đây các bạn nhá. Lookcam thì ở đây trên cái giấy là mình cũng có ghi rõ rồi các bạn nhá. Đây mình đưa cho các bạn xem này.
Đấy, trên giấy là mình cũng ghi rất là rõ rồi, biểu tượng lúc cam ở đây, LKOOCAM này. Đấy, mình cứ nói đơn giản như vậy để cho nó dễ hình dung lôm la các bạn nhé. Là bước đầu tiên. Bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt tìm wifi của điện thoại. Thì bây giờ chiếc cam này nó sẽ phát ra một cái mã wifi rất là dài như thế này, và các bạn sẽ kết nối với mã wifi của nó là bước thứ hai. Đấy, mình cứ làm chậm nhưng mà làm chắc các bạn nhé. Làm đến đâu là đến ok bước đấy. Đợi ở đây này, các bạn nhìn này, đợi ở đây nó phải có dung tích này. Đấy, trên này phải có biểu tượng wifi thì mới được các bạn nhé. Là bước thứ hai. Bước thứ ba, các bạn thoát hẳn ra màn hình chính như này, các bạn quay trở lại phần mềm lúc cam. Là bước thứ ba. Đây, quay trở lại phần mềm lúc cam là bước thứ ba các bạn nhé. Khi vào phần mềm đây, nó sẽ tạo cho các bạn một cái ô như thế này và hiển thị lên chữ device online màu xanh như thế này các bạn nhé. Những bạn nào muốn xem thì mình chấm thẳng vào đây, mình chọn ken để mình vào xem luôn. Hình ảnh ở đây thì xem thì là siêu nét luôn các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn đây, hình ảnh xem thì là siêu nét luôn. Điện thoại Zalo đây, 0969920888 đây các bạn nhé. Camera quay lén 360.vn đây. Nhận chế camera vào các đồ vật theo yêu cầu của khách này. Đây, các bạn có thể là quay này, quay qua trái này hay là quay qua phải này, hoàn toàn rất là hợp lý và led các bạn nhé. Nói chung là cái chất lượng nó siêu led luôn, hình ảnh rất là đẹp. Đây các bạn có thể nhìn này, những bạn nào mà muốn chụp hình này, muốn chụp hình thì ấn vào đây để chụp hình này. Đấy, những bạn nào muốn quay phim thì ấn vào đây để quay phim này. Đấy, ấn nhé các bạn nhé. Đây mình vừa xong, mình để che hơi khuất, mình thao tác lại nhé. Những bạn nào mà muốn chụp hình thì mình ấn vào đây, biểu tượng máy ảnh để chụp hình này. Đấy, chụp hình này. Những bạn nào mà muốn quay phim thì ấn vào biểu tượng máy quay để quay phim này, ấn luôn đây, đỏ đỏ này đang quay các bạn nhé. Lưu lại này, hai cái dưới là tráo đổi màn hình này các bạn nhìn này. Trái qua phải này, phải qua trái này, trên xuống dưới này, dưới lên trên này, là mình điều chỉnh ở hai cái nút này các bạn nhé. Độ phân giải sản phẩm ở đây là độ phân giải 4K này, độ phân giải 4K này. Đấy, còn những bạn nào mà muốn hỗ trợ hồng ngoại quay đêm thì ấn vào biểu tượng bóng đèn có ba cái tia đây để hỗ trợ hồng ngoại quay đêm này. Quay đêm thì chỉ có đen trắng thôi các bạn nhé, loại nào cũng như vậy. Mình quay rất là nhiều video rồi, tất cả những cái dòng cam mini siêu nhỏ quay đêm chỉ có đen trắng thôi. Đấy, tắt quay đêm đi thì lại trở về trạng thái màu mè ban ngày rất là đẹp đây. Còn những bạn nào muốn tăng chất lượng ánh sáng thì chọn hình tròn đây, trắng xám này để tăng lên. Và các bạn chú ý giúp mình nhé, trong quá trình xem là các bạn zoom được này. Đấy, zoom to zoom bé đây các bạn nhìn này, các bạn zoom to zoom bé đây là hoàn toàn là thoải mái này. Đấy, rất là hay các bạn nhé, rất là nét, rất là đẹp đây. Đấy, và bây giờ mình sẽ thoát ra này. Đó, vừa xong là mình đã hướng dẫn các bạn là cách quay phim chụp hình ghi âm rồi đúng không? Bây giờ muốn xem lại hình ảnh vừa xong, quay phim chụp hình muốn xem thì xem lại ở đâu thì các bạn chú ý giúp mình. Các bạn vào chữ photo đây cho mình nhỉ. Vào chữ photo ở đây cho mình nhỉ. Các bạn ở đây là các bạn hoàn toàn có thể là xem lại, mình cũng zoom được. Và đặc biệt nhá, quên lúc đấy không nói với các bạn là đặc biệt là trong quá trình xem hay là quay phim chụp hình ấy, là nó sẽ có ngày, có giờ, có thời gian, ngày tháng, đợt thời gian đầy đủ hết cho bạn, từng phút từng giây một luôn các bạn nhá. Lên độ chính xác cũng như là cái độ chính xác cũng như là cái độ kiểu như là thuyết phục ấy các bạn nhá, nó chính xác 100% luôn, bởi vì nó có ngày giờ ở đây mà, thì cãi làm sao được các bạn nhá. Có ngày giờ ở đây cãi làm sao được. Đấy, còn những bạn nào mà muốn lưu vào thẻ nhớ xem từ xa các thứ ấy, thì các bạn sẽ ấn lại trở thành chữ video này. Đấy, còn những bạn nào mà muốn lưu vào thẻ nhớ xem từ xa này, rồi cảnh báo chuyển động các thứ ấy, thì các bạn đều vào hình bánh răng ở đây cho mình nhỉ. Bánh răng các bạn chọn cho mình cái chữ device setting này. Ở đây nó có rất là nhiều mục như là alarm config là cảnh báo chuyển động này, cài đặt password này, cài đặt thẻ nhớ này, cài đặt thời gian và cài đặt xem từ xa các bạn nhé. Đấy, mình ấn nhập. Thì bây giờ những bạn nào mà muốn đặt mật khẩu trước đi đã, đặt mật khẩu nhá. Thì mình những bạn nào muốn đặt mật khẩu thì chọn vào mục password đây để đặt mật khẩu. Mật khẩu ở đây là từ 1 đến 6 này, mật khẩu cũ nhá. Nó sẽ có 3 dòng. Dòng đầu là old password là mật khẩu cũ, dòng thứ hai là new password là mật khẩu mới, dòng thứ ba là confirm là nhập lại. Thì mật khẩu cũ là từ 1 đến 6. Đấy, còn mật khẩu mới là 8 ký tự tùy ý các bạn, còn dòng dưới là nhập lại mật khẩu mới thì tùy ý các bạn, là nhập lại y như dòng trên. Đấy, xong ấn ok là xong, đấy là cái bước đặt mật khẩu. Còn những bạn nào mà muốn ở đây là lưu vào thẻ nhớ chẳng hạn thì các bạn chọn vào SD setting ở đây, các bạn bật xanh hết lên cho mình này. Bật xanh hết lên cho mình ở đây này. Đấy, và các bạn sẽ chọn đây là cái thời gian, các bạn nhìn thấy con số 30 đây, các bạn chọn vào đây. Các bạn ở đây khi chọn vào con số 30 này nhá, nó sẽ có những cái mốc như là 1, 3, 5, 30, tương đương với 1 phút, 3 phút, 5 phút và 30 phút. Mình sẽ chọn 30 phút chẳng hạn. 30 phút ở đây có nghĩa là cứ quay 30 phút lưu lại một lần, quay 30 phút lưu lại một lần, quay 30 phút lưu lại một lần các bạn nhé. Đấy là ý nghĩa của con số 30. Còn những bạn nào mà muốn ngắn hơn chẳng hạn thì mình cứ là chọn 5 phút một lần đi. Đấy thì là cứ 5 phút một lần, 5 phút một lần, 5 phút một lần. Đấy là tùy ý nhu cầu của các bạn thôi các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi. Tiếp tới là những bạn nào mà muốn xem từ xa. Những bạn nào mà muốn xem từ xa thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn giúp mình vào cái biểu tượng ở đây. Đó chính là cái biểu tượng Wi-Fi setting các bạn nhé. Muốn xem từ xa thì chọn vào biểu tượng Wi-Fi setting ở đây. Chọn biểu tượng Wi-Fi setting ở đây. Và các bạn sẽ ở đây và sẽ nhập cái mật khẩu Wi-Fi của nhà các bạn vào. Đây mình đang ví dụ nhé.
Đấy, nhập mật khẩu wifi nhà các bạn vào, xong ấn ok, xong các bạn thoát hẳn ra màn hình chính như này. Các bạn đợi tầm 1 đến 2 phút sau là các bạn quay trở lại phần mềm, là các bạn hoàn toàn có thể là quan sát, giám sát được hình ảnh trực tiếp truyền từ cái chiếc ổ cắm điện này truyền về điện thoại cho các bạn xem online, xem từ xa. Có nghĩa là ví dụ các bạn mua cái ổ cắm điện này, các bạn để ở nhà các bạn, nhưng mà các bạn cầm cái điện thoại này này cách nhà cả trăm cả nghìn cây, có nghĩa là cách cái ổ cắm điện này cả trăm cả nghìn cây vẫn hoàn toàn có thể là quan sát và giám sát được hình ảnh truyền trực tiếp từ cái chiếc ổ cắm điện này truyền về điện thoại cho các bạn, không giới hạn khoảng cách. Chỉ cần cái điện thoại này có 3G, 4G wifi là hoàn toàn có thể là xem được, không giới hạn khoảng cách luôn. Rất là tiện về dòng sản phẩm ổ cắm điện này. Đây là một cái ổ cắm điện dạng chế các bạn nhé. Và ngoài ra bên mình còn có rất là nhiều những cái mẫu ổ cắm điện khác nữa. Nên khi các bạn mua hàng thì các bạn chú ý giúp mình một việc, đó là các bạn chụp cho mình cái mẫu các bạn đang xem, các bạn gửi qua Zalo số 838 đây, bảo là bây giờ anh muốn mua cái mẫu ổ cắm điện như thế này này, thì em báo giá cũng như là xem là gửi hàng cho anh, là bên mình sẽ gửi đúng mẫu cho tất cả các bạn nhé. Tránh trường hợp nếu mà các bạn nói ổ cắm điện không thì nó có 5-6 loại cơ, thì nhiều lúc là bọn mình gửi theo cái ổ bọn mình đang bán thì đôi khi sợ lại không đúng ý các bạn, thì nhiều lúc là cứ gửi đi gửi lại nó rất là mất công, vừa mất công cho bạn vừa mất công cho bên mình các bạn nhé. Nên các bạn chú ý giúp mình là các bạn muốn mua lại ổ cắm điện nào thì cứ chụp hình gửi qua Zalo số mình nhắc lại là 0969920838, là bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ 24/24 cho tất cả các bạn. Và khi mua hàng là sẽ nhận được một cái thẻ bảo hành điện tử 1 năm với chính sách là 1 đổi 1 cho tất cả các bạn trong vòng 1 năm các bạn nhé. Và ngoài cái ổ cắm điện ra thì bên mình có nhận chế camera và tất cả những cái đồ vật theo yêu cầu của khách hàng, là khách hàng muốn ngụy trang vào bất kể những cái gì, như cả nhiều hôm nọ mình quên lại không quay một cái video đồng hồ vạn niên ấy, cái đồng hồ điện tử treo tường ấy, đấy là bên mình cũng có nhận chế cho một anh ở khách hàng ở Bình Dương, thì là nói chung là các bạn muốn chế như thế nào là bên công ty mình làm được hết luôn các bạn nhá. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng ấy thì các bạn alo trực tiếp, nếu mà các bạn yêu quý mình, thấy kênh của mình hay, hữu ích, giúp nhiều những cái công việc cho các bạn thì hãy nhớ đừng tiếc một cái lượt subscribe kênh, đăng ký kênh, hãy nhớ ấn vào nút chuông và nhận thông báo để khi bên mình đăng cái video lên là bên mình sẽ là các bạn sẽ nhận được những cái video mới nhất của bên công ty mình, để các bạn cập nhật tin tức cũng như là biết là nó ra những mẫu mới này mẫu mới kia để các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mua các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.